Ôi trời trời. Ui nhìn nó nhúc nhích. Ui đây là nhiều không này. Mình đang suy nghĩ là có nên thử không các bạn. Thử đi. Oh, trời 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 trời. Đây. Ok, thì bây giờ mình sẽ thử một con nhá. Mình lấy hết can đảm để mình ăn. Imagine buy one chicken. Chicken leg. Trước khi mà đi ra ngoài suối mà để bắt cá, bắt tôm, bắt cua thì hai chị đây đang chuẩn bị những cái đồ để đi câu cá ngày hôm nay đây, bắt cá ngày hôm nay đây. Thì mình thấy là ở đây là hai chị có đây, có cầm theo hai cái này, chắc là cái này là để dụng cụ để bắt cá, bắt cua ngày hôm nay này. Đây, còn hai cái này thì mình không biết là cái gì. Đây, bình thường đây mọi người đi bắt cua bắt cá thì như thế này các bạn, thì mọi người sẽ làm cái váy như thế này để ví dụ như là lười giặt quần áo, thì mấy chị ở đây thì kiểu như làm này kiểu như là cái thành một cái quần này các bạn. Và áo đây các bạn thấy là mọi người ở đây cũng bình thường là cũng không có mặc áo đâu. Đấy thì bây giờ hiện đại hơn rồi thì các chị có mặc thêm cái quần quần đùi thôi. Như hai chị giờ đi thì mọi người cũng cởi áo ra luôn đấy để cho tiện cho cái việc mà đi bắt cho nó đỡ bị ướt quần áo. Cái bụng này cho ứng nha. Đấy, các bạn thấy là những cái bộ lạc mà thường là hoang sơ, một cách sống người ta hoang dã thì người ta thường để phong cách mặc ăn mặc của người phụ nữ như thế này này. Thì mọi người thường đâu có mặc áo gì đâu. Như chị đây là mọi người kiểu rất bình thường ấy. À. Oh, wow. Ôi con tôm to thế. Ngoại đã đây à? À cả đây à. Oh. Xúc một tí đã được con cá kiểu cá bống suối với cả tôm to không này. Ôi chết chết chết. Ôi. Ôi bắt lên, bắt lên. Bắt lên, bắt lên. Bắt lên. Ủa cá dễ mạnh phết đấy, đùa đâu. Này xúc một tí mà đã được con tôm to không mày? Ủa mà khi đây giờ. À vớt trong này. À u. À u. À u à u. À u. Ừ. To nhỉ? To. To. It's big. Có nhìn này nhiều phết đấy, đùa đâu. Vừa chỉ được mấy con ta? Ba con. Đấy, cái đồ suối này thì ăn đúng là bá cháy ngon tuyệt vời luôn các bạn. Ừ, đi vào sâu lạnh mà trong rừng mà. Khá này. Đây là bò khô nhà mình làm, đảm bảo về chất lượng, an toàn và giá cả phải chăng. Nếu ai có nhu cầu thì có thể là đặt hàng của mình qua số Zalo mình ghi bên dưới đây. Mình có thể giao hàng trên toàn quốc. Anh em đặt hàng ủng hộ mình nhé. Bò khô. Cách người mọi người xưa không có quần đúng không? Người ta mặc cái lá này để đi ấy nhỉ. Che mông. Big one. Fish. Ooh. Wow. Good.
Có tiền, có tiền. Ừ, thì công việc của mọi người phụ nữ và trong gia đình gì đấy, đi vào rừng, người đàn ông thì đi kiểu chuối, còn phụ nữ thì đi, người đàn ông đi tìm chuối, hoa quả các thứ, phụ nữ thì đi bắt cua bắt cá. Đó. Cái này phải yêu không? Tép. Ok. Cô Bây Dĩnh. Biết sao không? Sao? Nữ ở đây mà nét đẹp truyền thống của người ta là răng phải nhọn. Ừ. Hai chị răng nhọn không? Ừ. À, sister. Can I see your teeth? Teeth, sao nó yết tay? Nào, cái gian này. À, đây là cái nét đẹp truyền thống của mọi người. Đây là mọi người là bẻ hai cái răng cửa và mài răng. Đó. Ô, nhiều tôm thế nhở? Ờ, tôm nhiều không? Mới bắt được kìa. You have? Finish. Finish. Broken. Finish. Của chị hết rồi. Chắc là chị mài á, do mài kìa nên cái răng người ta bị không, với cả kiểu như mọi người cũng muốn là giống nhiều bộ lạc khác ấy, kiểu nét đẹp ở đây người ta quy chiếu là người ta phải bẻ cái răng cửa ra ấy. Ví dụ để phân biệt là người phụ nữ có chồng hay là chưa chồng ấy. Với khi một người phụ nữ mà có chồng rồi thì người ta sẽ bẻ những cái răng cửa đấy thì để làm đẹp. Ở châu Phi cũng thế, mấy cái bộ lạc kia nó cũng kiểu như vậy. Ừ. Ủa? Ê. Ừ. Ừ, tôm to dã man. Lại được con tôm nữa các bạn. Búng 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 búng. Mật à, con tôm. Đây, từ từ nhá, đưa đây. Cầm chặt cái, cầm chặt cái. Ok. Hôm nay là được bữa tôm ngon rồi các bạn. Đấy, chỗ này nhiều nước có vẻ ok đấy. Thank you. Welcome. Rồi, bắt được con cá đấy rồi các bạn ơi. To. Nhưng mà lúc nãy con tôm to lắm. À, có rồi. To. À, thêm con tôm nữa. Đấy, chỗ này mới gần nhà thôi các bạn nhé. Bước ra khỏi nhà là tới cái suối này mà đã nhiều tôm, nhiều cá như vậy rồi ấy. Nếu mà đi ví dụ vào những con suối nào khác mà nó cách xa tầm khoảng một cây thôi ấy, thì mình nghĩ là sẽ nhiều cá và tôm hơn rất nhiều á. Cigarette. Người phụ nữ trong bộ lạc là cũng hút thuốc nhiều các bạn ạ. À, ở đây chị bắt được cả con rùa này các bạn này. Wow.
Rùa này. Đây ở đây cháu. Tô tô. À. Tô tô không giờ anh nghĩ nè. Cá xì à, cá xì à. Không không biết thả ra hay là không bờ. À. Nhóm. À ok. Tưởng là rùa mọi người thả ra nhưng mà không phải các bạn là rùa mọi người cũng nhòm ngay. Đấy, đang kiểu như ngồi mò ở đây bọn mình ngửi mùi thơm ấy. Nhưng mà mình nghĩ đây kiểu như là một cái loại cây thuốc gì đấy. Ngửi mùi như kiểu mùi cam thảo vậy. Đây cây này. Wow, cây này thơm lắm. Medicine. Medicine. Đấy, các bạn thấy là ở người trong này ấy, thì mọi người là ông đi đâu là cũng ra ngoài đấy là toàn cây thuốc không à. Người phụ nữ trong bộ lạc là cũng có những cái hình xăm như thế này các bạn đấy. À, để trang trí này và đây xem. Đây. Sau lưng của chị là cũng có như các bạn nhá. Đây cả nam và đàn ông và phụ nữ trong gia đình trong bộ lạc đều có những cái hình xăm ủi to to đấy. Cá nữa. U hai con. Đâu? À, một con đi đây. Nhầm nhầm. Nhầm. À. Đấy là một cách mà để vào trong bộ lạc mà nói chuyện đấy các bạn. Dùng những cái ngôn ngữ ký hiệu như vậy đó. Nhầm nhầm. Là đủ là hiểu nhau thôi. Đàn heo đang chạy qua này. Đấy, heo ở đây người ta cứ thả rông trong rừng vậy đó. Cũng có khác gì heo rừng đâu. Giờ đây mình sẽ cho các bạn xem là cái cách mà cái đồ ăn mà sagu mà như mấy tập trước các bạn xem ấy, thì là cái món ăn mà hàng ngày của người ta ở đây, món ăn mà thay như kiểu như là ở nhà mình ăn cơm đúng không, thì ở đây người ta ăn sagu. Thì sagu làm như thế nào thì bây giờ mình sẽ cho các bạn xem nhá. Đây là cái cây sagu này để làm ra cái món ăn của mọi người hàng ngày đây các bạn. Thì sagu nó là cây gì thì ở Việt Nam mình đây là cây dừa nước đấy các bạn. Tại vì xung quanh thiên nhiên ở đây là mọi người có kiểu như là rất nhiều cái cây này ấy. Nên là mọi người có tận dụng những cái gì từ thiên nhiên đấy các bạn. Đấy, như các bạn nghe tiếng máy cưa đây không? Thì ở đây là mọi người đang cắt cây sagu để làm đồ ăn đấy. Và có cái đặc biệt nữa là cái cây sagu này, cái lúc mà mình trên đường từ ngoài thị trấn mình đi vào trong bộ lạc ấy, thì lúc mà mình đi thuyền ấy, mình thấy rất nhiều những cái kiểu như cái khúc gỗ mà ngăn ngắn này mọi người để ở dưới sông. Lúc đấy mình không biết là nó có tác dụng gì. Thế là đến đây rồi mình mới biết là à, hóa ra là người ta cắt cây sagu đấy mà người ta ăn chưa hết ấy, thì người ta có để cái xuống sông để giữ được lâu hơn. Đấy, thì sau khi mà cái cây sagu này mang về đây này thì mọi người sẽ cưa tay. Kiểu hai người sẽ cưa cắt cái này ra này và cưa tay lấy cái thân bên trong ấy các bạn, cái nhân bên trong để làm ra cái mùn như thế này đây. Đấy, thì sau khi mà cưa thì cái nhân trong nó như thế này đấy các bạn. Đấy. Mùi dừa nhá. Rất độc lạ đúng không? Các bạn chắc là chưa bao giờ biết là hóa ra là cái thân cây dừa là cũng làm được đồ ăn như thế này. Đấy, cắt ra như vậy đó. Từ cái thân cây dừa nước mà thay cho cơm. Đúng là đi một ngày đàng là mở mang ra rất nhiều thứ các bạn. Đấy, thì sau khi mà cưa cái mùn cưa như thế này đây, cưa ra thì mọi người sẽ để vào đây. Bây giờ có một chị đang làm đây này các bạn. Chị đang làm cách làm sagu đây. Đấy, thì sau khi mà cây sagu đấy làm xong thì mọi người sẽ để vào đây. Để vào cái nước này các bạn. À, để vào đây và đổ ít nước lọc vào đây. Rồi bên dưới nó có một cái tấm màng để chắt lọc ra đấy. Thì người ta sẽ dùng tay người ta xoa bóp ra để lấy ra những cái tinh chất của trong cây thân cây dừa nước này. Thì sau khi vò thế này tầm khoảng 30 cho đến 1 tiếng thì đây cho các bạn ra xem. Thế này đây. Thì tinh bột. Đó. Đấy, thì sau khi mà vò tay mà nửa tiếng để cho nó ra những cái tinh chất bột của cây dừa, thân cây dừa nước này thì nó sẽ ra như thế này đây. Nó sẽ sệt kiểu này này. Đấy, thì sau khi đó thì after this we keep for how long? For
for the one day and a half. Để đây tầm until clean off the water. Sau một ngày rưỡi thì đây, mọi người sẽ múc hết những cái tinh bột đấy đi, bỏ cái nước trong kia đi, lấy hết cái tinh bột đấy và để cho vào trong bao như thế này. Và mọi người sẽ phơi kiểu như là để ở đây có thể là 1 tháng, 2 tháng là tùy luôn. Nếu mà mình muốn để lâu, ví dụ như là để 1, 2 tháng sau mình ăn ấy, thì mình cái này mình lại để ngâm xuống dưới nước. Thì lúc nào mà gần ăn thì mình lại bỏ lên thì là ăn được. Còn cái này đây này, cái này là làm từ hôm qua này các bạn. Thì để ở đây rồi, mọi người cũng cả đốt lửa ở đây để có thể là phơi khô ráo nước đi các bạn. Đấy, thì cái này làm từ hôm qua thì hôm nay có thể ăn được rồi. Với một cái thân cây to như vừa nãy thì chỉ làm ra được là một cái túi này thôi. Một cái túi này thì ăn có thể bùn một gia đình ấy, tầm 4 người ăn trong vòng 1 tháng thoải mái luôn. Rất thú vị đúng không? Thiên nhiên có đem lại cho những người gia đình ở bộ tộc đây thì nhiều cái đấy các bạn thấy đấy. Nào là thuốc này, nào là những cái gì mà đồ ăn này, nói chung tất cả mọi thứ chỉ cần bước ra khỏi xung quanh nhà là có thể sinh tồn được luôn. Ok, thì bây giờ mình sẽ lấy thử một ít bột sagu này thì mình đi về chế biến đồ ăn nha các bạn nhé, cùng với cả cái cá mà vừa nãy mình bắt được ở dưới suối. Đi rồi. Ủa nặng thế, cái này xem tầm bao nhiêu? 20 kg. Ừ, 20 kg đó. Qua mỗi thời gian là một thay đổi đúng không các bạn? Thì như các bạn thấy là ở mọi bộ lạc trên thế giới thì dù là nguyên thủy như thế nào, bậc nhất trên thế giới thì bây giờ là người ta cũng ảnh hưởng một phần nào đấy là về cái sự phát triển của những cái thế giới, con người ở thế giới bên ngoài ấy. Thì như đây thì hồi trước là mọi người có làm cái này dẫm bằng chân các bạn ạ. Nhưng mà bây giờ thì theo phát triển hơn rồi và năm 2024 rồi đúng không? Thì mọi người cũng nhận ra là không nên làm như thế thì làm như vậy nó mất vệ sinh. Bây giờ mọi người có dùng tay như thế này đấy, thì nó cũng sạch sẽ hơn. Đây, chúng ta cùng xem thành quả là từ nãy giờ đi một vòng xung quanh cái suối gần nhà là xem được những con gì nhá các bạn nhá. Này đủ các loại là tôm này. Có đủ bữa ấy nhờ. Finish. Này cái bột sagu. Nó kiểu nó giống như là bột sắn. Cha phê lên là khổ. Sala ăn mà ghê à. Ra tay nó cho mà nó tin sala mà ghê à. Đây cái ông cá là mọi người có cho vào trong cái trên này này các bạn, thì mọi người cho cá rồi cho những cái vừa bắt được vào rồi cho thêm ít muối vào để luộc này. Còn cái sagu đây thì mọi người cho vào cái ống nứa này để làm lên kiểu như là cơm nam hay cơm lam nhỉ? Cơm lam. Cơm lam ở Việt Nam mình nhá. Đấy, thì nó cũng na ná nhau. Thì ở đây có hai cách mọi người thường chế biến sagu là một là cho vào ống nứa, hai là quấn bằng cái lá kiểu như cái lá dứa mà mấy tập trước các bạn có xem rồi đấy. Thì cái lá đấy nó thứ nhất là nó mùi nó thơm hơn nữa. Đấy, nhưng mà nếu mà để mà làm nhanh hơn thì mọi người sẽ làm bằng cái này. Nhưng mà làm bằng cái kia thì nó không ngon bằng cái này các bạn ạ. Cái kia nó lá kia nó có mùi thơm nhưng mà nó không bằng cái này. Tại vì cái này là cũng mất công kiểu như là đi chặt nứa này. Rồi kiểu như là nó tốn hơn đấy. Thì vào đây hôm nay là được nó nở ra hơn. Cái kia thì nó cháy vào kiểu nó... Đấy, các bạn thấy là cho vào một lát tầm khoảng 2-3 phút thì bắt đầu là cái khói nó bốc ra kìa. Sống ở trong rừng, mọi thứ là đều xuất phát từ rừng các bạn ạ. Tầm khoảng 5 phút là đã chín cái sagu này rồi, rất nhanh các bạn ạ. Đấy, phía bên trên thì để những cái thanh củi sẵn ở đây cho nó khô các bạn. Tại vì cái nhiệt độ và cái không khí thời tiết ở đây thì lúc nào kiểu cái độ ẩm nó cao ấy.
Nên là nếu mà để củi bên ngoài thì không thể nào mà khô được. Nên là mọi người phải để lên trên này. Đấy, cái sagun nướng ống nứa này là sắp xong rồi này. Đấy, chuẩn bị được thưởng thức cái bộ cái đồ mà truyền thống nhất của mọi người ăn ngày hôm nay rồi. Đây, đồ ăn mà nếu mà từ hôm trước mà ăn chưa hết thì mọi người cũng để lên trên này các bạn. Đây, mấy cái ống nứa này. Ở trong này kiểu như là thịt thà với cá đây các bạn. Đây, mấy ống cá này. Thịt này. À, ok. Ok. River. Không phải là chỉ người lớn tuổi mà kiểu như là người trẻ là cũng bẻ hai cái răng ở trước ấy. Chuối. Okay. Chuối thì cũng là cái món mà kiểu có sẵn trong rừng thì các bạn. Đây toàn là chuối rừng đấy. Ngọt các bạn ạ. Ngọt nhỉ. Đây đang tách mỡ giữa ra để cho nó nguội. Wow, nhìn hấp dẫn quá. Để cho các bạn xem qua những cái đồ ăn của mình đấy nhá. Cá sốt này. Là cái đồ bắt ở suối này. Cơm là từ hôm qua xong rồi là chiên lại này. Phồng tôm này, chôm chôm này, đu đủ này. Chôm chôm. Ừ đúng rồi. Và cái món không thể thiếu được muốn thử cho các bạn xem là sagu. Đấy, sagu đấy. Thì khi mà sau khi ông nứa vào đây thì nó sẽ như thế này đây. Rồi, dẻo. Nó dai dai, sờ vào là thì dai lắm các bạn. Bây giờ mình sẽ thử miếng sagu này. Làm bằng kiểu như là nấu bằng trong ống nứa này thì nó dai hơn là bằng cái lá cọ, lá dứa gì mà hôm trước mình ăn đấy các bạn. Nếu mà thích ăn giữa hai cái đấy thì mình sẽ thích ăn ống nứa hơn. Ngon, tuyệt vời. Xem thử muốn cả tôm suối này các bạn. Ngon. Licky, what he doing now? The worm. Worm, worm. You want to try to eat? Maybe. Yeah. So I prefer to eat barbecue. Yeah. Đây là. Huh? Bring home and do barbecue. We barbecue here. Fry. If you want. Yeah. Fry. Put in the oil. No. Đây mọi người đang ra đây để lấy cây đuông dừa các bạn. Tìm cái con đuông dừa ấy. Cũng để đây là cái món ăn truyền thống ở đây mà mọi người là thời xưa nay mà không ra ngoài, hồi xưa mọi người sống trong rừng ấy, mọi người muốn làm cái này, ăn những cái đồ này để có chất dinh dưỡng để cung cấp cho năng lượng cho cơ thể. Ở Việt Nam mình cũng có đuông dừa đúng không, nhưng mà cái món này là đúng là mình cũng rất hiếm khi được trải nghiệm. Mình nhớ là như là có một lần thôi, mình nhìn cái con đuông dừa mình cũng định thử nếm nhưng mà không dám. Nhưng mà hôm nay thì được trực tiếp nhìn thấy cái có một con đây kìa. Có một con nhưng mà bị chết rồi.
Thì tí nữa các bác mà lấy được đuông dừa thì mình đang suy nghĩ xem là tí có nên thử một tí không. Không biết ở Việt Nam mình đun dừa là phổ biến ở đâu nhỉ các bạn nhỉ? Mình cũng không rõ nữa, tại vì cái món này không phải đúng không, phải ai cũng phải thật can đảm để dám ăn đấy. Thì ăn con đun dừa nó sống thì nó ngoại trong miệng là cũng khá là ghê. Normally the one you eat raw? It depends. Yeah. But most people prefer cook. Cook with the what? Bamboo. Bamboo in the bamboo. The bamboo fire. Many way. Asking Papa. Wow. Rồi các bạn ơi, ôi đây đuông dừa này. Ôi trời 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 trời. Ôi trời trời. Ui, nhìn nó nhúc nhích. Ui, đây là nhiều không này. Ui trời. Chú mới bỏ ra một đường mà nhiều đuông dừa không này. Quay đuông dừa đấy các bạn ơi. Ủa nhiều thế. Cái cây dừa này các bạn, cây dừa đây đúng là các bạn thấy là mọi người làm được rất nhiều thứ đồ, từ đồ ăn người ta kiếm được từ cây dừa ấy. Nó sống ở thiên nhiên, mất đi ở thiên nhiên nên là một cái mùi dừa nó thơm mà giống bị lên men á. Ừ, thì cái này nó bị chết rồi. If the live tree, they have the worm inside or no? No. No. It's people cut and after to wait like a few months. Yeah. And then the worm go inside. Yeah. Sau khoảng tầm thời gian là tầm khi mà cái cây bị đổ đi tầm 1-2 tháng thì bắt đầu là lúc đấy mới có cây kiểu như cái con đuông dừa các bạn ạ. Ngoài những cái động vật trong rừng thì đấy, đây là món ăn mà mọi người ở đây, bộ lạc ở đây là ăn để lấy protein đấy các bạn. Mình đang suy nghĩ là có nên thử không các bạn? Thử đi. Oh, chật. Đây. Ok, thì bây giờ mình sẽ thử một con nhá. Đầu tiên là cầm vào nó thì con đuông dừa này đúng là cái món mà đúng gọi là thuộc liệt vào dạng kinh dị là cũng có các bạn ạ. Không kéo trên nước mắm nhỉ? I eat full rồi. Yeah. Head also. Throw the head. Yeah. So you need to bite. Cắn. Ow. Ow. Ok. Ở Việt Nam mình thì ăn có nước mắm các thứ nhưng mà thôi rồi, mình sẽ thử, mình lấy hết can đảm để mình ăn. You can imagine like pancake, bread, sweet things. It's okay. Imagine buy one chicken. Yeah, one chicken leg. Hey! Nước mà không nhai luôn vậy. Ghê quá. Mình cảm giác là đầu tiên là miệng nó hơi kiểu nó nhúc. Mình không muốn nó nhúc nhích trong miệng các bạn, nhưng mà mình muốn nuốt chửng mà để cho nó cảm giác nó đỡ hơi ghê một tí, nhưng mà nó hơi giận người một tí các bạn ạ. À, mình đã ăn con đuông dừa đây. Nhưng mà thực ra là khi mà ăn xong mình cắn cái kiểu cái thân con đuông dừa ra ấy thì bên trong mình thấy hơi béo và cái da thì nó hơi dai dai một tí, nhưng mà mình không muốn kiểu nó lâu trong miệng mình quá ấy. Nên là mình có nhốt chửng. Bây giờ là cái cổ họng của mình thấy nó kiểu bị nghẹn trong cổ họng các bạn. Đây món ăn. Thôi bây giờ mình sẽ thử thêm con nữa này. Thêm con nữa. Thôi đùa thôi.
Đấy thì qua cái này thì các bạn thấy là mọi người sống trong rừng này thì mọi người là chỉ mới kiểu như là tiếp xúc ra với cả nền văn minh của loài bên kiểu xã hội văn minh ấy là tầm mấy chục năm nay thôi. Chứ trước kia thì có Liki có kể cho mình là mọi người sống trong rừng này, nếu mà ai người lạ đến ấy, thì mọi người đây là không muốn gặp đâu nhá. Nếu mà ai vào trong lãnh thổ của mọi người là mọi người có thể là bằng một cách bạo lực nhất, mọi người không cho mọi người vẫn đi vào trong lãnh thổ của ở đây. Thì các bạn cũng hiểu là đấy, mình đi dùng cái từ mà gọi là bạo lực là nó là dạng nói giảm nói tránh rồi đấy nha các bạn nhá. Đấy, thật tuyệt vời. Một trải nghiệm thật đáng nhớ. When I come here, I see the man have the tattoo like that. Have the, some meaning. Can you tell me about the tattoo? Still have the meaning, the symbol of the here. Uh-huh. Like this one, the burn arrow. Burn arrow? Yeah. Is it arrow? Yeah, all of this one here. So in the back, yeah. Still have the meaning, the balance of the nature and culture. Mm-hmm. Still like that. And this one? Tail of the total, crocodile, something like that. Crocodile? Yeah. And this one? And this is the floor. Floor? Yeah. Floor. So the... everyone can the tattoo or just old man or leader in the... For the future, for the now, just how to say? Depend. Depend. Yeah, depend. If you love the tradition, you can make the you tattoo. Mm. Yeah, depend on the people. Okay. So, for example, if the people they choose to make the tattoo, it means they have only some few design. Belong to mental white people, they can make, is that right? Not really. So they can make free? Yeah. Okay. Yeah. Good. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Trong này thì các bạn cũng hỏi là không biết là nhà vệ sinh của mọi người thế nào đúng không? Thì thực ra là đây là chả có nhà vệ sinh đâu. Tất cả mọi nơi là đều là nhà vệ sinh hết. Nhà trong gia đình thì ai có góc nào mà quen thuộc ở trong rừng thì cứ thế mà chui vào đấy mà đi vệ sinh thôi. Đấy, nước uống thì tắm rửa sinh hoạt thì đều lấy từ nước suối cả. Đấy. Thả hồn vào thiên nhiên. Giờ là còn mấy con đuông dừa vừa nãy thì bây giờ mình sẽ mang về để chế biến cho bữa tối ngày hôm nay các bạn. Thì vừa nãy là ăn sống rồi thì bây giờ là mình sẽ thử nướng qua. Cái nướng qua này thì đúng là mình cũng chưa giờ mình thử ăn đuông dừa nướng bao giờ cả. Nhưng mà đuông dừa thì chỗ khác nghe nó bình thường đúng không? Nhưng mà đây là mình đuông dừa mình ở bộ lạc. Đấy, tuyệt vời luôn. 1, 2, 3, 4. À, anh này anh ấy chặt cái đuôi ra. Chặt cái đuôi cho nó xì cái bên trong các bạn. Hấp hấp hấp. Cho vào tầm khoảng 1 phút đã ăn được rồi. Thank you. Cái này có vẻ là ổn hơn các bạn. Các bạn biết mùi châu chấu không? Thì giờ là y chang mùi châu chấu luôn. Thơm lắm. Thơm dã man luôn. Good, I love it. More than it alive. Giống cái gì à? Không, để coi. Tưởng tượng là có cái mùi gì ngay nhỉ? One more. Mà ngon hơn đúng không? Ngon, ngon, đậm đà. Ờ, nó béo béo béo, nhìn ngon. Nó hơi cháy 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 nữa. Ăn kiểu giống như vị barbecue á. Ngon ngon. À đúng rồi. Ghê quá, lúc nãy bỏ miệng mà không quậy 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 là chắc không dám ăn. Thôi, thôi được rồi.